đều là giải thích tỉ mỉ cho một câu lũy niệm tích lự. Điện là ruộng đất, trạch là nhà cửa, quyến thuộc là họ hàng thân thích, người làm trong nhà của quý vị đều nằm trong quyến thuộc này. Tài vật, tất cả dụng liện tiền tài sản nghiệp, chính là tất cả những thứ mà cuộc sống của quý vị cần dùng đến. Dĩ thượng giai sở ưu chi cảnh, quý vị lo lắng cái gì? Lo lắng những thứ này. Không có, muốn có, muốn đạt được, nhưng khi có được rồi lại sợ mất, gọi là tính toán thiệt hơn. Vì vậy giàu nghèo đều lo. Không có, người nhà nghèo thì muốn có được. Những người nhà giàu sang phú quý, họ lại sợ mất đi, lúc nào họ cũng lo lắng ưu phiền. Vì vậy cuộc sống thật khổ. Ông Lý Gia Thành giàu nhất Hồng Kông chúng ta, tôi gặp mặt ông ấy, ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng xem ra già hơn tôi rất nhiều. Vì sao? Vì ông có ưu phiền, tôi không có ưu phiền. Tiền tài đó là trong số mệnh có. Về việc này cũng có một người bạn rất thân với ông ấy, Trần Lan, đã mất mấy năm trước rồi, là người bói toán xem phong thủy rất giỏi. Tôi giảng kinh ở Hồng Kông, ông ấy thường đến nghe tôi giảng kinh. Tôi quen với Lý Gia Thành là ông ấy giới thiệu. Trần Lan bảo với tôi, ông Lý là người Triều Sáng, năm 30 tuổi đến Hồng Kông làm ăn. Bọn họ ngẫu nhiên có cơ duyên gặp nhau, gặp nhau rồi thì xem tướng cho ông ấy, bói cho ông ấy, hỏi ông ấy sau này ông hy vọng có bao nhiêu tài sản mới hài lòng. Ông nói Lý Gia Thành bảo với ông, tôi có được 3.000 vạn thì tôi vừa lòng. Ông Trần bảo với ông, tiền tài trong mệnh của ông không phải là bình thường, tràn cả ra ngoài. Không chỉ vậy, tương lai ông sẽ giàu nhất Hồng Kông. Vì vậy cả đời Lý Gia Thành luôn nghe lời ông, xem ông giống như người cố vấn, bất kể chuyện lớn nhỏ gì đều thỉnh giáo ông. Số mệnh của ông có tiền, tiền tài trong vận mệnh quý vị đầy ắp, bất kể kinh doanh gì cũng đều kiếm được tiền. Vận mệnh là nhân, những việc quý vị làm đó là duyên. Người khác làm ăn lộ dụng, quý vị làm thì kiếm được tiền. Quý vị nói tôi và anh ta cùng làm ăn giống nhau, tôi lại lộ vốn, mệnh không có tiền. Vì vậy con người trước tiên phải tin vào vận mệnh, quý vị mới có thể sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nếu quý vị đấu với vận mệnh, quý vị sẽ thảm hại. Quý vị sai rồi. Không ai có thể đấu lại vận mệnh. Nếu quý vị muốn cải tạo vận mệnh, phải nghe lời Đức Phật. Liễu Phàm Tử Quân, vào năm tôi học Phật đã đọc được, lão cư sĩ Chu Tín Trụ tặng quyển sách này cho tôi. Tôi còn nhớ khi tôi cầm quyển sách này không dày, trẻ tuổi đọc sách đọc rất nhanh, 2 ngày thì đã đọc xong rồi. Tôi nhớ tôi đã đọc 30 lần, rất cảm động. Sau khi đọc xong, tự mình nhìn lại, tật xấu của Liễu Phàm tiên sinh tôi đều có cả, tôi đều có. Liễu Phàm tiên sinh còn có vài sở trường tôi không có,
tôi không bằng người ta. Nghĩ đến việc ông có thể sửa đổi, tôi cũng dần có lòng tin. Tôi có người thầy giỏi đang hướng dẫn tôi, Chương Gia Đại Sư. Tôi và Chương Gia Đại Sư, năm tôi 26 tuổi, Đại Sư đã 65 tuổi. Tính ra thì tôi chỉ ngang đời cháu chắc. Đại Sư rất bảo bọc những người trẻ tuổi chúng tôi, đặc biệt chúng tôi rất nghe lời, thành thật nghe lời. Sư càng thích, thích vậy. Hẹn với tôi rằng mỗi tuần đều đến thăm sư, cho tôi 2 tiếng đồng hồ. Tôi theo sư 3 năm, cho đến lúc sư giảng sanh. Vì vậy nền tảng học Phật của tôi là do sư xây dựng nên. Sau này theo học với thầy Lý 10 mấy năm mới có thành tựu. Không có 3 năm nền tảng của sư thì không thể thành tựu được. Vì vậy nền tảng này rất quan trọng. Đặc biệt là phong thái của sư. Đây là điều mà cả đời tôi chưa từng thấy ở người nào khác. Quý vị nhìn dáng vẻ của sư ở trong ảnh, cả đời sư đi đứng nằm ngồi đều giống như vậy. Đúng như trong kinh Phật đã từng nói, Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Sư đi đứng ngồi nằm đều cho quý vị thấy điều gì? Sư ở trong định, đi rất chậm rãi. Nói chuyện cũng chậm rãi, động tác cũng chậm rãi. Không hề có chút lo lắng vội vàng nào. Điều này khiến cho chúng ta biết được rằng người có trí tuệ, tâm định, thân cũng định. Sốc nội không có trí tuệ. Thanh niên bây giờ phiền phức nhất là sốc nội nóng dội. Vì vậy họ học điều gì? Học thánh hiền, học Phật Pháp. Họ có học được không? Phật Bồ Tát dạy họ cũng không học được. Vì sao vậy? Vì họ không định được. Những điều của cổ nhân thánh hiền, Phật Bồ Tát chắc chắn tâm phải định mới có thể học được, mới có thể cảm nhận được, mới có thể lĩnh hội được. Không phải họ không chịu dạy, mà bản thân quý vị phải có đủ điều kiện, họ mới có cách dạy quý vị. Không có điều kiện căn bản, giảng cũng vô ích, tốn công thôi. Tôi hàng ngày đều giảng kinh dạy học không ngừng. Có phải mọi người đều học được không? Chưa chắc. Nói thật ra, xung quanh tôi không có ai cả. Tại sao tôi luôn giảng hết mình như vậy? Tôi biết có người trên tivi, có người trên mạng. Trong số 10.000 người có một người là được rồi. Tôi không phí công rồi. Thật sự có. Nhưng tôi không quen biết với người này. Họ biết tôi không biết họ. Chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau. Tôi biết chắc chắn là có. Cho nên tôi giảng rất phấn khởi. Tôi ở trong phòng ghi hình thường không có ai hết. Tôi đối diện với ống kính, tôi giảng rất có tinh thần, vì tôi biết thật sự có người đang nghe. Tôi biết thật sự có người đang học. Tôi không phí công, không phí công giảng.
Chúng ta đọc tiếp mấy câu dưới. Đáng kỷ hữu giả, hữu cụ kỳ vô, diệt phục đồng ưu. Hai câu phía dưới nói rất hay. Dục hải nan điền, hoạn đắc hoạn thức, của dân hữu vô đồng ưu. Chúng ta muốn học Phật, đặc biệt là thực sự mong muốn giảng sanh thế giới cực lạc. Giảng sanh thế giới cực lạc trên thực tế chính là di dân. Chúng ta di dân đến thế giới cực lạc, chúng ta thân cận Đức Phật A-di-đà. Thế thì quý vị phải biết, không thể mang theo thứ gì ở thế gian này cả. Cái gì có thể mang theo? Có thể mang theo đức hạnh, công thiện, nghĩa là có thể mang theo công đức mà quý vị tu hành. Quý vị có thể mang theo đức hạnh. Những thứ khác không thể mang theo. Quý vị phải biết, nhưng cơ hội bây giờ vẫn còn thọ mạng, cố gắng tu thiện, việc này rất quan trọng. Ở đâu có duyên thì giúp đỡ cho họ. Đừng có tâm phân biệt, đừng có chấp trước, không ích kỷ. Tất cả chúng sanh vốn là Phật, tất cả chúng sanh có duyên đều phải giúp đỡ. Đây là điều chúng ta nên làm. Bất luận ở nơi nào gặp được người có duyên, nếu họ chịu nghe thì hãy khuyên nhủ họ. Họ không nghe cũng không sao. Nhất liệt nhĩ căn diễn di đạo chủng, trong A là gia thức họ đã gieo vào chủng tử. Tôi gặp mặt ông Bush, cũng nói với ông những điều này. Mohammed hỏi tôi, ông ấy có chịu nghe không? Tôi nói ít nhất ông ấy cũng không phản đối tôi. Tôi tạm biệt ông trở về Úc. Một tháng rưỡi sau, ông gửi tặng cho tôi một bức ảnh có ký tên. Tôi nói nếu ông ấy cảm thấy chán ghét những lời tôi nói với ông ấy, ông ấy sẽ không có hành động này. Ông ấy tặng cho tôi tấm ảnh, còn tự tay ký tên. Thiện ngôn, thái độ của chúng ta thành khẩn, chân thành. Cho dù có xung đột với những lợi hại trước mắt của họ, họ cũng sẽ không phản đối. Điều này trong Phật Pháp gieo giống, gieo hạt. Đời sau kiếp sau gặp được duyên, hạt này sẽ sinh sôi nảy mầm, họ sẽ thực sự tiếp nhận. Vì vậy không được để lỡ duyên. Gặp được duyên thì phải gieo mầm cho họ. Hữu nhất thiếu nhất, tư dục tề đẳng. Cái này cũng rất khổ. Ví dụ bản thân có 10.000 đồng tiết kiệm, gặp người có 20.000 thì nghĩ muốn có thêm 10.000 nữa, muốn giống như họ. Bản thân có một cái tivi, thấy người ta có hai cái, lại muốn có thêm một cái nữa cho bằng người ta. Muốn mà không được trở nên buồn phiền, muốn mà đạt được cũng không hết suy nghĩ. Vì ham muốn không ngừng, dục vọng không có điểm dừng, nỗi buồn phiền không bao giờ dứt. Đó là chuyện bình thường của con người. Tôi nhớ có một lần để lại ấn tượng rất sâu sắc. Ở Đài Loan, tôi ra ngoài gọi một xe taxi. Tài xế taxi vừa lái xe vừa kể khổ với tôi. Nói cái gì? Cuộc sống của bản thân
không bằng người khác. Tôi hỏi anh ta, tôi nói tiền ông kiếm một tháng đủ tiêu dùng trong nhà không? Đủ, còn dư nữa. Tôi nói thế thì tại sao? Thấy người ta hôm nay mua đồ dùng mới, ngày mai mua đồ dùng mới. Tôi nói sao lại phải như thế? Tôi nói anh nghĩ thử xem, một cái áo của chúng ta giữ gìn một cách cẩn thận có thể mặc 10 năm. 10 năm không cần mua thêm áo. Anh dùng tủ lạnh bảo quản nó cẩn thận cũng có thể dùng 10 năm. Không phải là anh rất vui vẻ, rất giàu có đó sao? Anh cần gì phải so đo với người khác? Anh ta thấy có lý. Tôi nói anh nghĩ thông rồi, sẽ vui vẻ không ai bằng. Anh buồn cái gì? Đừng so sánh với người khác. Khi so sánh với người khác sẽ khiến anh suốt đời khổ não, suốt đời lo lắng. Anh sống không vui vẻ gì. Khi anh không so sánh với người khác, anh rất vui vẻ. Dần dần anh ta cũng đã hiểu. Đừng tranh giành với người ta những thứ đó. Phải tranh giành cái gì? Tranh giành niềm vui. Tôi vui hơn anh. Vui vẻ và lo lắng khác nhau rất lớn. Vui vẻ thì thân tâm mạnh khỏe, lo lắng thì âu sầu bệnh tật. Người ta sao có thể so với anh được? Vì vậy, buông bỏ tất cả có thể sinh sống được là hạnh phúc nhất rồi. Không cần phải quá nhiều. Nhà ở, ở căn nhà nhỏ nhỏ. Cả đời tôi không muốn sống trong căn nhà lớn. Tại sao? Khó dọn dẹp. Quý vị phải mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp sạch sẽ? Căn nhà nhỏ của tôi chỉ cần mấy phút đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Xem ra rất thoải mái, dễ chịu. Quý vị thấy tốt không? Vì vậy con người phải biết hưởng thụ. Cũng chính là bản thân biết hưởng phước. Biết cái gì là phước. Những đồ cá nhân của quý vị càng ít càng thoải mái. Không cần kiểm tra. Ra ngoài chỉ cần hai bộ quần áo mặc trên người và mang theo. Nếu nhiều quần áo phải lựa cái này, lựa cái kia. Quý vị xem lãng phí bao nhiêu thời gian, lãng phí bao nhiêu tinh thần. Không cần phải như vậy. Vì vậy chúng ta nghĩ xem, Phật Thích Ca đã là một tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tài sản của Ngài chỉ có 3 y 1 bình bát, 3 bộ quần áo, 1 cái bát. Tài sản chỉ chừng đó thôi. Mỗi ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, Ngài rất tự tại, không hề lo nghĩ điều gì. Chẳng lẽ Ngài không muốn xây một đạo tràng, xây một ngôi chùa? Ngài không cần. Nếu Ngài cần, chỉ nói một câu, mọi người đã xây xong rồi. Không cần. Thật sự tự tại. Cho nên phải biết sống. Bản thân có một nơi chốn dừng chân nhỏ bé là đủ rồi. Thật sự vui vẻ tự tại. Mỗi một nơi tôi đến đều có người tặng đất tặng nhà cho tôi. Tôi đều từ chối cả. Ở khách sạn thoải mái hơn. Mỗi ngày đều có người dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Sau khi trả phòng chẳng phải suy nghĩ gì, không nhớ đến nó nữa. Nếu quý vị có một ngôi nhà, quý vị nói xem có phiền không? Quý vị đi xa có nhớ nó không? Có phải luôn lo lắng về nó không? Đó không phải là tự tìm phiền phức sao? Vì vậy nếu có, tặng người ta đi. Đừng tìm phiền phức. Cả đời tôi được tự tại. Điều này cũng là Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Tấm gương của Đức Phật Thích Ca tôi đã lãnh hội được. Thế giới này là khách sạn, đi đến đâu cũng đều là khách sạn. Quý vị sẽ sống rất thoải mái, không cần thứ gì cả.
những đồng học đều sẽ chăm lo cho tôi. Đồ ăn, áo mặc, đồ dùng đều chuẩn bị sẵn cả, không phải lo lắng gì. Vì vậy tôi không có chỗ tiêu tiền. Mười mấy năm rồi chưa hề dùng tiền. Đi ra ngoài, tôi muốn đi mua thứ gì, chắc chắn có rất nhiều người đi theo tôi. Tôi cần gì họ đều trả tiền hết. Vì vậy cúng dường của tôi đều cầm đi làm việc thiện. Những người gặp khó khăn, chúng ta thật sự phải giúp đỡ họ, phải giúp đỡ những người khổ nạn. Trừ khi chúng ta không biết, biết rồi thì chắc chắn phải giúp họ. Vì vậy từ từ cũng có, dần dần có một chút rồi, lại nghĩ đến việc phải làm thế nào để giữ gìn cho tốt, sợ gặp tai họa, lo bị mất mát, chính là tính toán thiệt hơn. Việc này là bản thân tự tìm phiền phức. Tiền nhiều quá sợ mất giá. Quý vị phải lo lắng nhiều biết bao. Hoàn toàn đã sai rồi. Cho nên nói, thích tiểu cụ hữu, hữu ư phi thường. Phi thường chính là thủy tai, quả tai, đạo tạc, cưỡng đoạt, phá hoại vân vân. Đó là tai họa. Đặc biệt những năm gần đây tai họa rất nhiều. Tôi không biết được nhiều, bởi vì tôi không đọc báo, không xem tivi, không hề tiếp xúc với truyền thông mấy chục năm rồi. Có người hỏi, những tin này sư nghe được từ đâu? Có một số đệ tử nghe được những tin trọng đại, tải về từ trên mạng internet cho tôi xem một chút. Tôi biết được tin tức từ đây. Gần đây nhiều tai họa. Có một đệ tử rất chịu khó, mỗi tháng đều làm cho tôi một bản báo cáo. Tháng này có bao nhiêu tai họa xảy ra, không có nội dung, chỉ có tiêu đề.